Anh mơ bài chuyện ngắn vợ chồng tay phu nằm trong tập truyện Tây Bắc, kết của chuyến đi thực tế Bắc Thang cùng bộ đội vào giải phóng Tây Bắc mắc môn phái. Tập truyện đã nhận được giải nhất về truyện kỳ của hội văn nghệ Việt Nam, bóng phong thu sau mang hôn phố sóng vô sông và tình yêu với miền đất Tây Bắc đã thôi thúc tôi hoài viết về đề tài Tây Bắc sông để dừng lại một cách chân thực và sinh động bức tranh về cuộc sống con người Tây Bắc với những sắc thái riêng của vùng đất này, phải kể đến sự góp mặt của những biện pháp nghệ thuật đặc sắc ở ngòi bút tô hoài bằng nghệ thuật tạc canh. Mục đích là mà bất chất Tây Bắc ở bề nổi chất Tây Bắc bộc lộ rõ nhất qua những nét đặc sắc của thiên nhiên, cuộc sống sinh hoạt với những phong tục tập quán vừa mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao vừa không ứng dấu hiệu của lối sống còn mong vui lạc hậu đôi tường và cách thức cụ thể cảnh sắc thiên nhiên chọn thời điểm Tết đến xuân về là lúc Tây Bắc đẹp mắt với sự gặp gỡ của cái bừng nở ở thế giới tự nhiên với cái bừng nở trong tâm hồn của con người. Cách thể hiện kết hợp giữa ta và đời xây dựng quan hệ tương đồng hài hòa giữa cảnh thiên nhiên và cảnh sinh hoạt của con người đã tạo lên sức hấp dẫn của bức tranh thiên nhiên với cảnh thiên nhiên với cái sức hấp dẫn của bức tranh thiên nhiên.